Vâng, đến thời điểm này thì có thể khẳng định là dịch sởi đã quay trở lại và bùng phát ở một vài địa phương. Vậy thì ông có thể cho biết là những địa phương nào đang có dịch sởi lưu hành và đâu là điểm nóng của dịch ạ? Hiện nay một số tỉnh đang lưu hành dịch sởi tại thời điểm này bao gồm như là Sơn La, Yên Bái, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đang điểm nóng hiện nay đó là Yên Bái, Hà Nội. Hai tỉnh thành phố hiện nay là thông báo khá nhiều các ca sởi mắc trong gần vừa rồi. Vâng, như vậy là sau 3 năm thì dịch sởi đã quay trở lại và bùng phát ở cả những tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa và cả ở những cái thành phố lớn như là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì ông có thể cho người dân biết cái nguyên nhân nào dẫn đến cái dịch sởi bùng phát vào thời điểm này và nó có liên quan gì đến cái việc mà khủng hoảng niềm tin của người dân đối với công tác tiêm chủng hiện nay không ạ? Trong bối cảnh hiện nay khi mà gần đây do cái thông tin về các phòng sau tiêm viêm gan B, viêm gan C dẫn đến là người dân có tâm lý lo sợ hãi phản sau tiêm xảy ra, mặc dù là các bằng chứng hiện nay thì không thấy cái mối liên quan gì giữa các phản sau tiêm này với lại các cái chất lượng vaccine, thì đây là một cái con số báo động là cái tỷ lệ tiêm vaccine nói chung và vaccine sởi mũi 2 nói riêng là giảm đi đáng kể trong những gần đây và nó cảnh báo có thể bùng phát trở lại nhiều dịch bệnh trong thời gian tới nếu chúng ta không tiếp tục duy trì và nâng cao tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ. Như vậy có thể thấy là hiện nay cái tỷ lệ tiêm sởi, đặc biệt là sởi mũi 2 ở trong cộng đồng rất là thấp. Vậy thì ông có thể cho biết những tỉnh thành nào có tỷ lệ tiêm sởi thấp nhất hiện nay ạ? Nói chung thì các cái báo cáo các tỉnh thì tỷ lệ tiêm chủng sởi là khá là cao, tức là mũi 1 là trên 90-95%. Tuy nhiên một số tỉnh còn cái tỷ lệ tiêm sởi mũi 2 là tương đối thấp, dưới 85%, ở đây thì như là Lạng Sơn, Hà Giang và Yên Bái. Đặc biệt là phía Nam thì một số cái tỉnh còn thấp nữa, như Bình Dương, Bình Phước là dưới 70%. Dưới Thành phố Hồ Chí Minh là cái thành phố lớn, nhưng mà tỷ lệ tiêm sởi mũi 2 không cao, khoảng 72%. Chúng tôi đề nghị là phải đạt được là trên 95%. Thì chúng ta mới hy vọng chúng ta có thể ngăn chặn được dịch bùng phát. Năm 2014 này thì có kế hoạch là sẽ triển khai tiêm chủng dịch sởi trên quy mô cả nước cho tất cả trẻ em từ 1 đến 14 tuổi với sự hỗ trợ của Liên minh vaccine toàn cầu tiêm chủng Gavi. Dựa trên cái tỷ lệ tiêm sởi như hiện nay thì ông có nhận định như thế nào về diễn biến của dịch sởi trong thời gian tới và liệu nó có bùng phát mạnh mẽ như năm 2009 không ạ? Sau cái vụ dịch sởi trước đây năm 2009 hay là 2006 thì số ca mắc giảm đi là đáng kể. Tôi nói vừa rồi thì đây là những ổ dịch nhỏ tản phát và giải rác chứ không thành những ổ dịch lớn như là năm 2009-2010. Vâng, xin được cảm ơn ông ạ.